Minecraft nhưng thương cho roi cho vọt. Mình sẽ chế tạo ra một cây gậy đặc biệt, đánh tới đâu lún sâu tới đó. Và mình sẽ sử dụng cây gậy này để đánh đòn con rồng và làm món rồng nướng siêu cay. Đầu tiên mình cần kế thừa và phát huy truyền thống của gia đình, đó là làm lâm tặc. Để chế tạo được cây gậy đặc biệt này thì mình cần một gậy và một phôi netherite. Nói chứ có thật mới giật được gậy, đúng không heo? Ôi, chị ông nâu cũng thèm mật ong đó, nhưng sợ bị chích quá à. Cái mặt mình đủ mập rồi. Cô à, thật ra anh có đồ ăn rồi. Cưng có thể nào rụng lông cho anh xin một ít được không? Chứ anh không muốn sát sanh. Đang nói chuyện sao tự nhiên chu đích lại vậy? Lên ngay bộ công cụ bằng đá để tăng năng suất lao động. Sống là phải biết tiết kiệm. Cái gì còn xài được thì xài. Sao có ăn cục vậy ta? Nhân phẩm cũng tốt mà. Nướng thịt heo lên ăn cho nó an toàn, chứ mình đang bị tiêu chảy. Thịt heo nướng thơm quá à. Mấy con heo này không có tập gym hay sao, mỡ không vậy cả. Để đào được cái mảnh vỡ cổ đại thì mình cần một cái cúp kim cương. Người ta nói thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tìm hang khác mình đào. Để mình nướng thịt cừu bằng lava coi nó ngon hơn không nha. Ôi, ôi, trái mất tiêu luôn rồi. Trượt chân rớt xuống là đang xuất khỏi thế giới liền. Dưới kia có mấy con mực phát sáng. Wow, sáng dữ. Nuôi một em này trong nhà khỏi cần bật đèn, tiết kiệm điện lắm luôn á. Rồi hôm nay lại có chuyện buồn hay sao mặt lại miếu vậy anh trai? À, ảnh đang chơi trượt nước. Thôi anh chơi vui vẻ nha, em đi á. Mình làm bộ giáp mình mặc cho đẹp thôi, chứ không phải mình sợ chết đâu nha. Kỹ năng mình cao lắm. Đi tìm kim cương thôi. Bắn nè. Đi đi. Đi ra đi. Đồ xấu xí. Mình cần một viên đá lửa. Đá lửa. Yeah. Bây giờ làm cổng xuống địa ngục thôi nào. Ôi. Như mò kim đáy bể vậy á. Mà thôi ráng. Muốn trầm cảm luôn á. Có mảnh ba lớn vậy thôi á, mà đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được. Và cuối cùng, giây phút trọng đại cũng đã đến. Chà. Nhìn nó cứ cùi cùi kiểu gì á. Hello. Chà. Ảnh bị mình điểm quyệt rồi. Ly nè, ly nè, ly nè. Hay vậy ta. Bắn hả? Nè, bắn vô phô câu em đi anh trai. Trời, người ta nhiệt tình vậy rồi mà anh không chịu bắn. Hư nè. Và từ bây giờ không thấy anh heo đi tới đi lui nữa. Ôi 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 ôi. Đừng có bắn. Ôi ôi ôi. Núp núp. Gì? Đứng im đó. Rồi mấy anh trai đứng im nha. Chuẩn bị cười lên chụp tấm hình up Facebook nè. Hello. À đây rồi. Ôi ôi. Đủ rồi, khỏi quay nữa. Thôi đi anh trai ơi. Đông vậy. Xếp hàng vô. Đó. Nè đứng im cho chọt luôn á. Bốn thằng đứng ở đây đi. Ăn năn sám hối. Ý bự con cái hộ báo hả? Nè hồi nãy đôi cùng mà. Đít nè. Mập dữ hen. Con này chắc heo nái nè. Đầu thai nha. Chưa nè. Ôi ôi. Bình tĩnh bình tĩnh. Ôi ôi ôi. Ôi ôi. Chạy 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 chạy. Giờ hung hăng với ai? Ký đầu nè. Dám hổm láo với thầy giáo. Bây giờ á, không muốn bị đánh đòn á thì khai ra vàng để chỗ nào. Được lắm. Ở lại lớp. Đổi vàng mấy anh trai ơi. Chắc đứng ăn năn sám hối nãy giờ rồi, nay không còn tham vàng như trước nữa. Tốt lắm mấy anh trai. Hãy làm người lương thiện nhé. Ta đi đây. Hello. Đổi vàng mấy anh trai ơi. Giỏi đổi vàng với thầy đi. Thầy không đánh đòn. Ôi. Cái em học sinh cầm nỏ đó là hư lắm rồi nha. Tí thầy đánh đòn rồi nói sao xuôi. Rồi thầy cảm ơn con nha. Ok em kia nữa tới đây nhận thưởng nè. Đó. Ôi. Ủa lúc nãy đổi có hai em thôi à. Giờ tới giờ nhận thưởng cái kéo bầy kéo đám tới đây. Rồi mấy đứa ở đây chơi nha. Thầy đi đánh rồng á. Nè nè. Học sinh mà dám hỗn với thầy. Này thì hỗn. Thêm một thằng nữa. Đứng úp mặt vô tường. Ăn năn sám hối nha. Còn thằng này nữa. Bày đặt hùa hùa theo. Cho thêm ba rồi nữa. 1, 2, 3. Còn em đó nữa. Giờ học sao ra ở đây đứng. Này thì lì. Ôi. Không sao. Đẹp trai dữ hen. Ồ ghê. Ghê. Tên gì, học lớp mấy, rồi đi học sao không chịu cắt tóc, để tóc như ổ rơm vậy. Cho thêm 2 rồi nữa. 1, 2. Rồi nổ ơi. Liêu liêu. Không sao. Lên đạp máy nè. Con gà mái nằm im rồi. Xin chào bác. Trên đường đi đến rồng con có đi ngang xóm mình. Bác vui lòng bố thí cho con một kiện rơm được không ạ? Ồ. Yeah. Mà dân làng đã nghèo khổ rồi, mình còn ăn cắp ăn trộm nữa. Như vậy là không có tốt. Ui có một con thỏ bị mắc kẹt. Mình phải giúp em thỏ thôi. Thỏ ơi anh đến đây. Để mình sắm tuồng xong nó đi mất tiêu rồi. Anh Golem ảnh cao mét mấy vậy ta. Mà mình đứng mới tới nách ảnh à. Hồi nãy anh muốn chết luôn á. Anh Golem ơi. Anh hôi nách. Sao anh không xài lăn khử mùi. Mất tiêu cái nách rồi. Hết hôi. Hello. Công nhận con rồng có điều kiện thiệt. Ở nhà quá trời lầu. định vô thư viện đọc một ít chuyện rồi đi đánh rồng. Mà thấy toàn màn nhện không? Làm biếng. Đúng rồi, chạy tới đây. Chạy. Đánh cái nó tàn hình luôn. Rồng ơi, thầy giáo đến đây. Hello. Đứng đây làm gì? Ê, nhìn thẳng vô mặt luôn nè. Bình thường hay thấy rung rung lắm mà, sao nay đứng như trời trồng vậy? Cặp chân dài dữ ha, như hoa hậu vậy á. Dài nè, dài nè. Đồ lùng. Ôi, rồng hư lắm nha, dám phun nước miếng thầy. Xuống đây thầy khẽ tay cho coi nè. Ôi, bệnh dịch căng thẳng mà hở ra cái con rồng phun nước miếng à. Ồ, dạo này ăn uống đầy đủ mập dữ hen. Kiểu này chắc phải nướng rồng siêu cay cấp độ 7 quá. Đó, xuống rồi, xuống giờ. Nè, nè. Ủa sao nó còn quạt cánh vậy cả? Ôi, ôi. Sao nó còn vỗ cánh được vậy? Nè, 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 nè. Chắc nó vỗ cánh tại chỗ thôi ha. Nhưng mà cây gậy này của mình đam yếu quá. Muốn vậy chừng nào nó mới chết. Đổ qua rìu. Mày, ôi. Ôi. Đối với con rồng này hình như cây gậy mình chỉ khống chế nó được trong khoảng thời gian ngắn thôi. Này thì rồng, này thì rồng. Đừng có bay nữa nha rồng. Cũng mệt mỏi rồi rồng ơi. Đứng im chịu chết đi. Ôi, nó bay nữa rồi. Cái cây gậy này của mình không có khống chế con rồng đứng im hoài được. Con rồng này mạnh dữ. Mệt thì nghỉ rồng ơi, đừng cố gắng bay nữa. Này thì rồng, này thì rồng, này thì rồng. Bay từ nãy giờ rồi, người ta mệt thì người ta nghỉ đi. Còn cố gắng làm cái gì không biết nữa. Hư nè, hư nè, hư nè, hư nè. Thầy nói mà không nghe lời. Dám láo với thầy giáo. Hay, 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 hay. Chết rồi, cố lên. Hay, hay. Láo nè, láo nè, láo nè, láo nè, láo nè. Ôi, chạy, 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 chạy. Ôi, 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 ôi. Yeah. Dám láo với thầy giáo hả? Lụm, 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 lụm. Để mấy con Enderman này nó lụm vô, nó lên cấp 100, nó quýnh ai chịu cho nổi. Tất cả tập trung. Thì bữa học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy về trước nha mấy đứa. Chà.